Các nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ, sau khi ổn định trọng lượng ở khoảng 25 tuổi, não ở mỗi người bắt đầu teo lại, ảnh hưởng đến sự truyền dẫn tín hiệu thần kinh và khả năng lưu trữ thông tin, gây ra các bệnh lý nguy hiểm như suy giảm trí nhớ, tình trạng sa sút trí tuệ với các bệnh lý Alzheimer, Parkinson. Ở mỗi người, não sẽ teo không giống nhau, bởi quá trình teo não có thể diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn do nhiều yếu tố tác động. Trong đó, phải kể đến tác nhân gây hại quan trọng là gốc tự do. Theo thống kê, mỗi ngày chúng ta mất khoảng 3.000 tế bào thần kinh quan trọng này bởi tác động của gốc tự do. Đây cũng được cho là nguồn gốc của sự lão hóa và nhiều nhóm bệnh tật khác nhau. Vậy gốc tự do là gì? Gốc tự do chính là sản phẩm tất yếu được sinh ra trong quá trình oxy hóa các chất trong cơ thể. Chúng là nguyên tử hay phân tử bị mất đi một điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng. Chính vì vậy, chúng rất kém ổn định và có xu hướng chiếm đoạt điện tử từ các hàng xóm còn lành lặn, khiến các hàng xóm này bị tổn thương, gây rối loạn hoạt động và tạo ra phản ứng mất cân bằng theo dây chuyền và sinh ra những gốc tự do mới. Bên cạnh đó, gốc tự do còn liên tục được sinh ra nhiều hơn bởi các tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài như khói bụi, ánh nắng, hóa chất, thực phẩm ô nhiễm, stress. Chúng được ví như đoàn quân hủy diệt bởi sức gây hại mạnh mẽ lên cơ thể con người, đặc biệt là làm tổn thương não bộ, khiến não bị tổn thương, nhanh chóng lão hóa và teo nghiêm trọng. Tại não, gốc tự do tấn công đặc biệt mạnh hơn các vị trí khác vì chúng vốn ưa thích những tổ chức chứa nhiều chất béo. Độc chất gốc tự do có khả năng tấn công các tế bào thần kinh, làm sơ hóa các bao myelin và các đầu sợi trục tế bào thần kinh, làm tổn thương các tế bào thần kinh và liên kết giữa chúng, khiến các tế bào thiếu năng lượng rồi chết đi. Sự thiếu hụt các tế bào thần kinh và dẫn truyền thần kinh làm gián đoạn hoặc xảy ra lỗi các quá trình truyền dẫn thông tin, dẫn đến trí nhớ không được hình thành hoặc nhanh suy giảm. Quá trình suy giảm trí nhớ của con người có sự phát triển theo chiều tăng nặng, gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho não và gần như không thể phục hồi, dẫn đến những biểu hiện bệnh lý của hội chứng sa sút trí tuệ. Biểu hiện rõ nhất ở bệnh lý liên quan đến trí nhớ như Alzheimer, Parkinson. Ở các bệnh lý đặc biệt nguy hiểm này, các nghiên cứu tại Đại học Graz của Áo cho thấy rằng gốc tự do phá hủy tế bào thần kinh và làm tổn hại nhu mô trên toàn bộ não, thúc đẩy hình thành các búi tơ sợi thần kinh và các mảng lão hóa amyloid, khiến người bệnh mất trí nhớ, rối loạn khả năng nói, mất khả năng nhận thức không gian, thời gian. Và chính quá trình này làm gốc tự do không ngừng gia tăng về số lượng và làm tổn hại đến tế bào não nhiều hơn. Khi tế bào não bị tổn thương, lại tiếp tục làm tăng các mảng lão hóa và các búi tơ sợi thần kinh, làm gián đoạn đường truyền thông tin hoặc ngừng đột ngột, khiến người bệnh không kiểm soát được những hành vi của mình. Vòng xoắn bệnh lý này liên tục diễn ra, thúc đẩy thoái hóa các tế bào não ở vùng chất đen, làm giảm sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, khiến não của người bệnh teo lại đột ngột và teo nhanh nhiều hơn bình thường. Não bị tổn thương nghiêm trọng đến mức gây mất những khả năng thông thường nhất như đi lại, các thói quen hàng ngày như đánh răng, nuốt và có thể dẫn đến chết người. Như vậy, với việc xác định sự gia tăng gốc tự do là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng teo não, rối loạn hoạt động chức năng của não như ghi nhớ, tư duy, thì yêu cầu chống gốc tự do đối với y học hiện đại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.